Top 4 con giáp trở thành đại gia, số cực đỏ, tiền tỷ, trúng đầu, cả đời may mắn. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, tử vi học có nói, không ai có thể hiên ngang chạm đến thành công mà không phải một lần trải qua thất bại. Điều quan trọng là bạn có biết đứng lên sau vấp ngã và thất bại đó hay không? Sự cố gắng chưa bao giờ là vô nghĩa, bởi chỉ cần gieo hạt và cố gắng chăm sóc mỗi ngày thì chắc chắn sẽ đạt được quả ngọt xứng đáng. Trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, có người sinh ra sung sướng đủ đầy nhưng không biết trân trọng, rồi tất cả đều trôi đi mất. Ngược lại cũng có những người sinh ra cuộc sống muôn vàn khó khăn nhưng bù lại được trời ban cho bản tính kiên trì, nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, thì đến một thời điểm nhất định trong cuộc đời sẽ trở mình thoát khỏi kiếp nghèo đói, từ đó cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sung túc hơn người. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời sẽ có phúc họa, vui sướng, khổ đau được gieo đến. Mỗi người đều có cách riêng để đón nhận. Xem tử vi trong thời gian tới, bốn con giáp sau đây không những kiên trì mà còn vượt qua những thử thách, sẽ có được cơ hội đổi đời, giàu sang, cuộc sống về sau sung sướng, an nhàn, tiền của nhiều như núi, tiêu ba đời không hết. Từ sự nghiệp thuận lợi, tài lộc dồi dào cho đến tình duyên đều hoan hỷ. Vậy đó là những con giáp may mắn nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi còn được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mù mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Mùi. Chúc mừng con giáp tuổi Mùi là con giáp đứng vị trí số 1. Người cầm tinh tuổi Mùi luôn quan niệm, cần cù, bù thông minh. Nên tuy không phải là người thông minh nhất, nhưng họ lại là kiểu người lấy sự nỗ lực làm đầu. Hơn ai hết, họ tin rằng vận mệnh trong tay mình, nên khi muốn vươn tới tầm cao mới, họ nhất định phải nỗ lực nhiều hơn so với những ai có trí thông minh trời ban. Hoàn cảnh không quyết định được vận mệnh, càng không quyết định được cuộc sống hạnh phúc của con giáp tuổi Mùi. Quan trọng là thái độ tinh thần lạc quan và mục tiêu hướng tới. Ý chí và tinh thần quyết tâm sẽ khiến khả năng thành công lớn trong tương lai. Cụ thể, các tuổi Mùi như sau. Tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Thiên Hà Thủy, với sự phấn đấu nỗ lực của tuổi thanh xuân nên cuộc sống của mệnh chủ tuổi Đinh Mùi lý tưởng ở nhiều phương diện. Bản mệnh cân bằng được thời gian dành cho gia đình và sự phát triển sự nghiệp nên trong ấm, ngoài êm, gia đình hạnh phúc, công việc tiến triển ổn định, mối quan hệ giữa bản mệnh và các thành viên trong gia đình hài hòa. Bản mệnh lại có tiếng nói trong nhà, con cháu đều kính trọng. Vì thế trong nhà có chuyện lớn nhỏ gì đều do tuổi Đinh Mùi để một tay cai quản, điều hành đều ra đó. Trên phương diện sức khỏe, bản mệnh nên chú ý giải tỏa áp lực, suy nghĩ theo chiều hướng tích cực để giữ tinh thần ổn định. Bởi một khi tâm lý bất ổn và huyết áp tăng, có thể gây ra các chứng bệnh nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 Thiên Thượng Hỏa. Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi thấy rõ, nhờ sự chăm chỉ và cố gắng không ngừng nghỉ nên bản mệnh có được sự thăng tiến trong sự nghiệp, tăng trưởng về tài lộc. Công việc tiến triển thuận lợi, lại có quý nhân giúp sức, đạt thành tích đáng nể. Có điều lúc sự nghiệp huy hoàng và đạt đỉnh cao nhất thì tuổi Kỷ Mùi lại dễ vướng họa thị phi, kiện tụng pháp luật. Bởi thế làm gì cũng phải đường hoàng minh bạch, đừng bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục tiêu, để rồi lúc có được cũng không lạc. Đừng bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục tiêu, để rồi lúc có được cũng là khi bị tuột khỏi tay. Hơn ai hết ở độ tuổi này, tuổi Kỷ Mùi hiểu thế nào là tài ông thất mã,
biết được điều gì nên và không nên để dự tính cho tương lai, bước phát triển cho sự nghiệp kế tiếp theo đó. Đừng quá tham lam mà hỏng tiền đồ. Tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, lộ bàng thổ. Với tuổi Tân Mùi, nhờ sự chăm chỉ nỗ lực trong cuộc sống nên đây là lúc thực sự viên mãn, đạt được nhiều thành quả lớn. Không những thiên can tương sinh mà địa chi còn có tam hợp tạo thành cục diện đại cát đại lợi, vận khí hanh thông, ngư sự dễ thành, làm đâu thằng đó. Lại có hoa cái các tinh nhập mệnh thúc vượng sự nghiệp, kiến tạo con đường danh lợi, ngày càng thành công rực rỡ, cơ hội thăng tiến vô số, bản mệnh chỉ cần chủ động nắm bắt. Về phương diện sức khỏe, bản mệnh cần đề phòng tai nạn hình thương do bạch hổ hung tinh gây ra. Chú ý khi lái xe, đi bộ hay trong quá trình làm việc để đề phòng tránh tai nạn bất ngờ. Bên cạnh đó, để mọi việc đều phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, mệnh chủ tuổi Mùi hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời vật phẩm sẽ giúp tuổi Mùi tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Thứ hai là tuổi Tỵ. Những người tuổi Tỵ không sợ khó, sợ khổ, chẳng ngại xuất thân bần hàn bởi họ biết nguồn gốc xuất thân không ảnh hưởng đến tiền tài, vận lộc của họ. Họ cho rằng người xuất thân tốt thì có điểm xuất phát cao, mình nghèo hèn thì điểm xuất phát thấp, nên lấy cần cù bù thêm từng bước vững vàng tiến lên. Vậy nên nhờ ý chí kiên cường, lại thêm năng lực được rèn luyện qua năm tháng, chẳng có gì ngạc nhiên khi con giáp này có cuộc sống hàng ngày tốt lên, vinh hoa phú quý chỉ là chuyện sớm muộn. Cụ thể các tuổi như sau: tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, phúc đăng hỏa. Với bản tính cần cù chịu khó, cộng thêm trí thông minh, trời ban. Đặc biệt cũng là người biết vận dụng những kinh nghiệm của mình mà nắm chắc thời cơ đi đến hết thành công này đến thành công khác. Nếu là người làm đầu tư kinh doanh, bản mệnh có thể tạo được các mối quan hệ với các đối tác, mở ra cơ hội làm ăn phát triển cho công ty của mình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 ra trung thổ, mệnh chủ có nhiều cơ hội để thể hiện được năng lực của mình với tính cách quyết đoán, làm gì cũng suy nghĩ chặt chẽ và nghiêm túc trong công việc. Vì vậy, bản mệnh có thể đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước, thậm chí có bước ngoặt trong sự nghiệp khiến mọi người ngưỡng mộ. Phương diện tiền bạc cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu trước đó bản mệnh phải cố gắng nhiều mới có được cuộc sống đầy đủ, thì nay đã có thể làm ăn có lãi, được thưởng nóng, tăng lương, quan hệ xã giao thuận lợi cũng là một trong những nhân tố giúp cho bản mệnh đạt được nhiều thành công, cuộc sống vì thế cũng thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 tại Lâm Mộc. Với bản tính cần cù chịu khó, thêm trí thông minh trời ban, bản mệnh biết vận dụng những kinh nghiệm của mình mà nắm chắc thời cơ. Cộng thêm dưới tác động của cục diện tam hợp, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, thậm chí gặp gỡ được quý nhân khiến cho công việc đã thuận lợi lại càng trở nên trôi chảy hơn. Bản mệnh nên tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình, như vậy sẽ dễ dàng gây được ấn tượng cho mọi người xung quanh, đem lại tác động tích cực cho cả sự nghiệp và tình duyên. Đặc biệt để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thời gian cát khuyên mệnh chủ tuổi Tỵ hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ và tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong tương lai. Thứ ba là tuổi Thân. Đa số người tuổi Thân luôn kiên trì tiến về phía trước bằng một ý chí vô cùng quyết tâm và đầy sức sống. Dù hoàn cảnh gia đình không được tốt như nhiều người khác, thậm chí có thể lâm vào cảnh bần hàn đến không ngờ, nhưng khó khăn vất vả không thể đánh đổ được quyết tâm của người tuổi Thân. Những trở ngại không làm họ sợ hãi hay nản chí, mà còn đó là mục tiêu để tuổi Thân vượt qua.
Có như vậy, khi đạt đến thành công, niềm vui và tự hào sẽ ngày càng có ý nghĩa. Cụ thể các tuổi như sau. Tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 đại trạch thổ với bản tính cần cù chịu khó, cộng thêm trí thông minh trời ban. Mệnh chủ đã biết tận dụng những kinh nghiệm của mình mà nắm chắc thời cơ. Bản mệnh đi đến hết thành công này đến thành công khác. Bản mệnh chỉ việc dùng đùi ngồi đón nhận những thành quả của mình đã nỗ lực trước đó. Tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980 thạch lụ mộc với trí thông minh trời ban, lại luôn chăm chỉ, có chí tiến thủ, không ngại gian khổ, lao vào những thử thách mới. Bản mệnh tích lũy không ít kinh nghiệm cho mình, đường công danh sự nghiệp vù thăng tiến, thăng hoa. Bản mệnh được cấp trên công nhận, bạn bè và đồng nghiệp nể trọng, yêu mến. Bên cạnh đó, vận đào hoa của bản mệnh khá vượng, vận trình tình cảm cũng có nhiều cơ hội khởi sắc. Tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 kiếm phong kim, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, lao vào những thách thức, tìm kiếm cơ hội mà cát khí sẽ đến với bản mệnh ở đường công danh. Khi bản mệnh sẽ có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp, có thể được quý nhân chiếu cố. Chỉ cần bản mệnh tích cực và chủ động phấn đấu thì chắc chắn sẽ đạt được những thành tích đáng nể hơn nữa. Đồng thời, sao thiên hỷ chiếu rọi đào hoa, tình duyên của tuổi Nhâm Thân khởi sắc, có thể đón tin vui trong cuộc đời. Bên cạnh đó, thế gian cát khuyên mệnh chủ tuổi Thân hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, giúp đầu óc minh mẫn khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa được nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi được tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Thứ tư là tuổi Ngọ. Mệnh chủ tuổi Ngọ là người không nói quá nhiều. Khi mệnh chủ bận làm nhiều việc, nhưng khi họ nói ra, hầu hết ai cũng gật gù vì chính xác. Nhất là đàn ông tuổi này, đặc biệt là giàu nghị lực hơn bất kỳ ai. Đó là một trong những lý do tuổi Ngọ muốn mình là con giáp tự thay đổi số phận của mình, chứ không phải ai khác. Một khi tuổi Ngọ đã quyết tâm, thì cái gọi là gian khổ không hề khiến bản mệnh e ngại hay chùn bước. Những thách thức dường như lại là cơ hội để bản mệnh thể hiện bản thân. Qua cơn bi cực, tới hồi thái lai. Dù có sinh ra trong gia đình nghèo khó, thì đây vẫn là con giáp có thể tay trắng làm nên sự nghiệp, bình thản vượt qua khó khăn, tiến hành trên con đường đời, tự tạo cho mình cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ngược lại, những cam go trong quá trình hoàn thành mục tiêu càng khiến tuổi Ngọ có thêm động lực để cố gắng. Cũng nhờ sự nhấn lại và sức mạnh tinh thần tuyệt vời mà tuổi Ngọ ngày càng hoàn thiện bản thân một cách đáng khâm phục. Cụ thể các tuổi như sau. Tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1996, thiên hà thủy, mệnh chủ có khá nhiều tham vọng trong sự nghiệp, cả vấn đề tài chính, bởi thế bản mệnh không ngừng tìm cơ hội làm ăn hoặc đầu tư. May mắn có lộc tồn chiếu mệnh, có cơ hội tăng thu nhập cao gấp nhiều lần so với bình thường. Tuy nhiên, phương diện sức khỏe của tuổi Bính Ngọ lưu ý đề phòng các bệnh về xương khớp và hệ tiêu hóa. Thường xuyên ăn các loại thực phẩm quá bổ dưỡng sẽ gây phản tác dụng, nên hạn chế. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Thiên thượng hỏa với thực lực và tài năng chăm học hỏi lan xả vào những thách thức, cho nên uy tín xã hội của bản mệnh càng ngày càng được củng cố. Vận quý nhân vượng, có nhiều người trợ giúp, mưu sự dễ thành, sớm đạt được mục tiêu nghề nghiệp. Tuy nhiên về tài vận có thực thần thôi thúc, bản mệnh có xu hướng sống hưởng thụ nhiều hơn. Các khoản chi cho du lịch được dùng chơi giải trí ngày càng tăng, vì vậy bản mệnh nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể về tài chính cho tương lai. Phương diện sức khỏe cũng chịu ảnh hưởng của tử phù hung tinh, có thể gây ra các trục trặc về khí huyết hay tai nạn bất ngờ. Tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 lộ bằng thổ, tuổi trẻ căng tràn nhiệt huyết, mệnh chủ bắt đầu sự nghiệp của mình bằng sự chăm chỉ và sáng tạo. Con đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng với tính cách khôn ngoan và trí thông minh trời phú, bản mệnh báo hiệu một tương lai tươi sáng trong cuộc đời. Những mệnh chủ làm kinh doanh, buôn bán tự do thì có nhiều cơ hội ký kết hợp đồng lớn. Tuy nhiên, giai đoạn này vẫn cần lấy ổn định làm trọng, bất kể là vấn đề tài chính hay nhân sự, để đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng quy trình, tránh nóng vội, kẻo hỏng việc lớn.
những mẹ chủ làm công ăn lương cũng có cơ hội khẳng định năng lực của bản thân mình, con đường thăng tiến rộng mở. Đồng thời có lộc tồn làm gia tăng tiền của, mạnh dạn triển khai theo kế hoạch thay ý tưởng mới, hứa hẹn kết quả bất ngờ. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Ngọ cần mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp tuổi Ngọ tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.